Mấy anh em biết gì không? Chị em phụ nữ như là thời tiết Sài Gòn vậy đó. Sáng nắng, chiều mưa. Thôi, chẳng có gì phải lo cả khi chúng ta đã có bảo bối trong tay. Hộp quà tặng cuộc sống, Hono. Ta-da! Hộp quà tặng gồm 3 sản phẩm quá trời là cute và tinh tế luôn. 4 chữ tế của một người đàn ông chứa trọn ở trong đây chứ đâu. Nắng đã có nón thì quá là xưa rồi. Đội nón có một mình nè. Còn cái này á, che dù là 2-3 đứa một lượt luôn. Đây gọi là tử tế chứ đâu nữa. Đi bộ ngoài đường cũng khỏi sợ cháy đâu. Đứng đợi xe buýt oi bức quá chịu không có nổi luôn. Thì mình lấy cái quạt cầm tay ra xài, ta nói nó hợp lý quá trời. Quá là thực tế rồi. Cái khúc mà nắng nắng xong quay qua quay lại tới cái khúc mưa nó lẹ lắm mọi người ơi. Hồ biến ra cái dù hồi nãy khỏi sợ ướt. Mùa này mà ướt nhẹ một cái là nằm bệnh 3 ngày khỏi làm ăn học hành gì luôn. Thêm một cái thực tế nữa nè. Rồi nãy giờ có ai để ý cái túi to te này không? Chúng một bộ một mẹ đẻ ra để đựng cái quạt với cái ô cho nó gọn. Lại còn quá xòi là thời trang nữa chứ. Chữ tế thứ ba quá là tinh tế rồi. Easy luôn. Cái bộ quà tặng này mà mình mua tặng người thân, bạn bè, ta nói mấy chị nghĩ mấy anh cũng đủ tinh tế rồi. Tặng một tới tận 3 cái lận mà. Anh em nào mà bí bách quà tặng trong những dịp lễ Tết sắp tới á, thì đây cũng là một ý tưởng tuyệt vời đó nha. Mọi người ơi, đồ ngon nha!